Chắc hẳn chúng ta đã quá quen với vai trò thiết kế slide thuyết trình của PowerPoint. Thế nhưng có bao giờ mọi người nghĩ đến viễn cảnh PowerPoint có thể thiết kế những ấn phẩm truyền thông chuyên nghiệp? Cuốn tạp chí trong video này chính là câu trả lời. Đây là thành quả của bạn Nguyễn Thương Huyền, học viên khóa 29 của Niceslide, thiết kế cho công ty Samsung Thái Nguyên. Huyền đã gây bất ngờ cho cả cấp trên lẫn đồng nghiệp khi ứng tuyển thiết kế cuốn tạp chí này bằng PowerPoint. Và kết quả ngoài sức tưởng tượng, công ty đã xuất bản hơn 500 cuốn tạp chí mà Huyền đã thiết kế. Đặc biệt hơn nữa, tổng giám đốc đã xin chữ ký của Huyền vào trang bìa để lưu giữ làm kỷ niệm, vì đây vốn là cuốn tạp chí nội bộ đầu tiên của công ty, nhưng chất lượng đã vượt xa kỳ vọng của ban lãnh đạo. Cột mốc này hoàn toàn xứng đáng bởi Huyền đã dàn trang rất tốt nội dung của từng trang tạp chí theo hướng tối giản để phù hợp với môi trường chuyên nghiệp và trang trọng của công ty. Và đây là nguyên văn email tri ân từ Huyền gửi đến giảng viên cùng đội ngũ của Niceslide. Với bất kỳ ai đang làm việc trong lĩnh vực đào tạo thì những bức tâm thư từ học viên luôn là những món quà ý nghĩa và giá trị nhất. Có rất nhiều bạn nhắn tin đặt câu hỏi đến Niceslide rằng liệu học PowerPoint sẽ làm được nghề gì trong tương lai? Và câu trả lời của Niceslide luôn là bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào hiện nay cũng đều cần đến tư duy cùng kỹ năng thiết kế slide PowerPoint chuyên nghiệp và thẩm mỹ. Slide với chất lượng xuất sắc sẽ giúp nâng tầm hình ảnh thương hiệu của công ty. Mong rằng video này sẽ là nguồn động lực giúp chúng ta tự tin chinh phục PowerPoint cùng Niceslide. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Niceslide để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Niceslide, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.